Dân Vlog xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào. Mình rất vui. Hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn để gửi tất cả anh em trên TikTok. Chúc cả nhà, tất cả anh em làm TikTok có nhiều sức khỏe, thành công và thành đạt. Và gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực TikTok nhé. Cách đây một năm về trước, mình làm YouTuber. Cũng nằm trong rất nhiều hội làm YouTube. Thì cái video ngắn này mình gửi cho anh em TikTok là cũng cái mục đích của mình là thời gian một năm về trước mình làm YouTube, làm YouTuber thì có nhiều anh em kênh cũng bằng mình thôi. Nhưng mà trong một thời gian ngắn thấy anh em kênh lên vèo vèo thì mình có hỏi anh em, thì anh em có nói là dòm làm TikTok rồi mọi người cậu mạng bên TikTok xem và hiểu và biết, cho nên đã qua bên YouTube và đăng ký và chia sẻ kênh, cho nên kênh em nó lên. Thì mình cũng ngạc nhiên bởi vì sao mà trong vòng có mấy tháng mà kênh của anh em mới đầu thì ngang ngửa với mình thôi, mà bây giờ lên có nhiều người thì đạt nút bạc, có người thì vài chục ngàn người đăng ký, mà mình từ đó đến giờ có ngàn hai mấy à bạn à. Cho nên từ ngày mình nghe anh em thì mình cũng đã vào TikTok là cũng được 2-3 tháng này rồi. Thì cũng vào TikTok thì cũng mong rằng sẽ sỉ bước qua TikTok. Mong rằng quý vị và các bạn, tất cả mọi người chơi TikTok thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và thưởng niềm đam mê làm TikTok của mình. Rồi các bạn nhớ qua kênh YouTube của mình, Khỏi Thanh Tìm Kiếm là Hiếu Nguyên Trung, Nông Dân Vlog sẽ ra kênh mình, và các bạn nhớ xem và ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí. Đầu tiên phải cho mình một like để có động lực nhé. Các bạn vào xem cứ để lại lời bình luận, nhận xét để mình có nhiều cái động lực lớn để ra video á. Và các bạn đừng quên chia sẻ kênh hoàn toàn miễn phí để giúp mình. Thì mình chẳng có gì hơn. Xin nói một lời chân thành cảm ơn tất cả quý vị, tất cả các anh em trên TikTok. Và xin chúc cả nhà mình có nhiều thành công và thành đạt nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo thật hay bên YouTube và tất cả những video ngắn nằm trên TikTok nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.